xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 7 tây tháng 3 năm 2020 nha. Và ngày hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3. Xin chúc tất cả các chị em phụ nữ, các mẹ và các cô luôn dồi dào sức khỏe, tươi trẻ và xinh đẹp nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của Bảo Anh 97.000 đồng. Đầu tiên là hai bạn Whisky dễ thương nha, Bonnie và trái cây, mỗi Whisky như vậy 18.000. Hello, và đây là một bé mochi heo khổng lồ nha, 15.000. Còn đây là tranh cát và tâm, có nghĩa đây là một bức tranh cát 6.000, dễ thương. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Hồng Ngọc 168.000 nha. Có sự thay đổi giá là do cây mascara là 30.000 nhưng mà nhân viên nghe ghi lộn là 15.000 nha. Và đây đầu tiên sẽ là một cái hộp phấn trang điểm nốt nhạc ha, rất là dễ thương luôn, nhìn rất là sang trọng như thế này nha. Đây, mở lên nó sẽ có cái gương nè, rồi có là phấn mắt và má hồng. Tiếp theo chúng ta sẽ có là phấn nền hai tông sáng và đậm đó, để che khuyết điểm luôn nha. Rồi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một tầng nữa, đó là tầng son, bông phấn và cọ nha. Đó, 55.000. Tiếp theo thì là một cây mascara nha. Đây, cây mascara này có giá là 30.000 đồng. Rồi đến là một cây bút chì. Đây, đây là cây bút chì kẻ chân mài nha. Đây là một đầu kẻ chân mài nè. Đầu bên đây mình có thể chải lông mài luôn. Đó, 10.000 đồng một cây nha. Đây, 10.000 đồng một cây. Wow, và đây là son trái cây, trái dâu nha, rất là thơm luôn. Dưa hấu hết rồi thì shop lấy dâu cho bạn, mùi rất là thơm, hy vọng rằng bạn sẽ thích. Nếu thích có thể gọi lại sớm cho shop 0937899707 trước 9 giờ nha, vui lòng không nhắn tin. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thị Duyên 150.000 đồng. Wow, hãy xem đây, đầu tiên là một cái lắc tay hoa cúc rất là đáng yêu luôn nha, 15.000. Rồi đến là một cái lắc tay có cái ly kẹo nè, đó, dễ thương không, cũng là 15.000. Yeah, rồi còn có là bông tai toàn tan hình trái tim nè, 15.000. Rồi tiếp theo thì là có nơ chân châu nha, đây, đây nè, rất là đẹp luôn nha, có giá là 15.000. Và bông chân châu tròn, đây ha, chân châu tròn này thì có giá là 15.000 luôn. Cherry, bông tai cherry toàn tan nha, đây nè, bông tai cherry toàn tan cũng có giá là 15.000. Ai ăn quýt không? Bông tai muối quýt nè, căng mọng luôn, rất là đáng yêu luôn nha, cũng là 15.000 đồng một đôi. Tiếp theo thì là đôi cánh thiên thần nha. Đây, cây bút đôi cánh thiên thần 5.000. Và bây giờ xin chào Dương Thị Tuyết Trinh, đơn hàng 115.000. Sẽ là một cái hộp bút Blackpink nha. Đây, hộp bút Blackpink có giá là 40.000 đồng. Rồi đến là một cây bút quạt. Đây là quạt nè, đây là bút ha. Bút quạt này là 12.000. Và còn có hai sợi dây chuyền Blackpink là 15.000 một sợi. Xin chào Nguyễn Khoa Đăng, đơn hàng 138.000. Tiên bạn đặt đó là một cái hũ slam may 30.000 đồng. Hũ slam may 30.000 đồng đó, được tặng kèm theo charm và tiết nha. Rồi còn có là hai cái băng cá nhân, một bịch là 5.000. Đây, bên trong sẽ có 5 miếng khác nhau. Còn có là một cây bút sọt rác nha, 5.000. Ba cái charm đó là rượu nè, bình sữa và ly cà phê. Đây, charm rượu, bình sữa và ly cà phê mỗi charm 5.000. Bịch tuyết 10.000 đồng. Cốm trái cây là 5.000. Rồi đến là một bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món. Tiếp theo xin chào Lê Duy Thái, đơn hàng 164.000. Đây, bạn có mua là một cái tủ gom Hello Kitty 2 ngăn nha, 16.000 đồng. Rồi còn có là một cái gom son môi. Đây, gom son môi là 5.000 đồng. Gom động vật cũng là 5.000 đồng luôn. Rồi, còn có là gom thức ăn nữa nè. Đó, vỉ nè ha, đồ ăn quá trời luôn. Mì cay, trà sữa, rồi mực chiên giòn. Ui trời ơi, bò viên, cá viên chiên, rồi bắp nữa chứ. Ôi, bên đây thì lại là trái cây, cam, thơm, tùm lum hết luôn, rất là tuyệt vời nha, 15.000 một vỉ. Và còn có là hai quyển sổ trình ký 15.000 một quyển nha. Đây là một cánh đồng hoa đào rất là dễ thương luôn. Bên đây thì là bé mèo nha. Một quyển như vậy nè ha, vừa có là sổ nè, rồi có bút nè, có thước nè, rồi có kẹp giấy nữa, là 15.000 đồng. Còn đây thì là nè ha. 2 3 4 5 6 7 8 nha. 8 cây bút BT21, mỗi cây là 5.000 đồng. Rồi còn có là một cây bút chì kem Panda, cũng là 5.000. Xin chào Nguyễn Thị Thu Tuyền, đơn hàng 418.000 đồng. Pen đầu tiên sẽ là một cái bộ trang điểm nha, 160.000 đồng, loại lớn này ha, có phần gương nè, cái gương nó rất là rõ luôn. Rồi ở bên đây là phấn mắt ha, tông màu tím, màu hồng, màu đen đầy đủ luôn. Bên đây là cam xanh nha, ở phía dưới là son, rồi má hồng, phấn mắt, phấn màu, phấn nền và kem nền, ba tông màu luôn. Còn có là bông phấn nè và bộ cọ nữa nha. Đây, nó có nhũ và không nhũ luôn,
rất là dễ xài ha. Hồng, đỏ, nâu, nói chung là màu nào cũng có hết luôn. Như thế này rất là tiện luôn nha. 160.000 và sau đó này ha, đó, đóng lại nè, rất là gọn gàng luôn. Một cái hộp còn có là hai hũ keo, keo lột mụn nữa nha. Cái này mình dán lên, mình sức lên, xong mình phải có cái tấm nữa, mình sức cái tấm mặt nạ đó mình đắp lên rồi mình lột ra, nó sẽ ra những cái mụn cám cũng như tế bào chết, tẩy sạch da mặt để da mịn màng nha. 10.000 một hũ. Đây, tiếp theo thì là son trái cây nha. Son trái cây này có giá là 40.000 đồng. Đó, màu rất là bền và rất là thơm luôn. Một cái lắc tay là hũ Jam Slam 40.000, ý lộn, có 15.000 rồi nha. Có 15.000 à. Yeah, và còn có là băng cá nhân nha. Băng cá nhân là 5.000 đồng một bịch. Bạn mua là 5 bịch. Ở bên trong sẽ có 5 miếng khác nhau. Đây là cái trái tim đôi nha. Một cặp dây chuyền trái tim đôi, một cặp như vậy là 36.000. Rồi, cái ví cầm tay Blackpink ha. Đây, ví cầm tay Blackpink như thế này, rất là tiện luôn, có nhiều ngăn ha. 55.000, gọn gàng. Còn có là hai cây nến nè, mỗi cây là 2.000, và một bộ kit làm slam 30.000 đồng 12 món. Tiếp theo xin chào đơn hàng của ba Thành Đạt 329.000. Đầu tiên sẽ là bông tai chữ N 5.000 đồng một đôi. Tiếp theo thì là 4 cây bút với một cây này nữa là 5 cây ha, bút viên thuốc nè. Đó. 7.000 đồng một viên, rất là dễ thương như thế này. Đây. Rất là dễ thương. Wow. Đó, rất là đáng yêu luôn nha. Rồi đến là hai bút quyển sổ BTS nha. Đây, mỗi bút như vậy thì là 5.000 đồng. Huy hiệu BTS nè. Đó, huy hiệu BTS cũng là 5.000 đồng một cái. Rồi đến là móc khóa BTS nha. Móc khóa BTS cũng là 5.000 đồng. Ê, 10.000. Móc khóa thì 10.000 một cái. Rồi còn có dây chuyền là 15.000. Yeah, còn có là hai quyển sổ BTS và Blackpink nha. Đây là quyển vở nè. Mỗi một quyển như thế này thì có giá là đây 30.000. Đây. Ha, bạn còn có mô hình dán này BT21, 1, 2 shop ha, mỗi shop là 10.000. Rồi đến là Blackpink, 1 nè, 2, 3 và 4, 4 shop, mỗi shop là 10.000. Một cây thước vẽ hoa màu hồng 6.000 đồng, 3 hũ keo sữa mỗi hũ là 4.000 đồng, bịch chén này là 5.000 đồng nha. Một cái quạt mini nè là 12.000 đồng, rồi còn có một bộ lô tô mini là 18.000 đồng. Và một cái, đây, một cái sổ ma thuật loại lớn 32.000 đồng, vẽ bức tranh Galaxy bằng đũa thần. Xin chào Nguyễn Thị Mỹ Dung, đơn hàng 301.000 đồng nha. Đây là tổng thể đơn hàng của bạn nè. Đó, rất là dễ thương luôn. Gồm có là một cái máy phun sương 55.000 đồng, 3 cây bút Wixi mỗi cây là 20.000. Tiếp theo thì là có bút hoa đổi màu 7.000 một cây, bút đèn thiên nga nè. Đó, bút đèn thiên nga là 9.000 đồng một cây nha. Rất là dễ thương ha, như thế này. Gom xương rồng, đây gom xương rồng là 5.000 đồng một cây. Rồi còn có là 3 cây bút chì dẻo nè, mỗi cây là 5.000 đồng. Tiếp đến là 3 cây bút chì kem ha, kem panda 5.000 đồng một cây. Bút trái cây là có trái dâu, đó, và chanh 5.000 đồng một cây luôn. Sau đó bạn đặt là 2 cây bút kéo, nhưng mà 1 cây bút kéo là shop hết rồi, chỉ còn có 1 cây. Shop lấy thêm cho bạn đó là 1 cây bút dù, nó có cái ngòi nè, là 1 cây bút nữa nha. Đó, nó là 1 cây bút con á, cũng rất là dễ thương. Rồi, cũng 5.000 luôn. Và còn có là 3 cây bút Hello Kitty, có thể làm móc khóa như thế này ha, rất là dễ thương. 10.000 một cây. Cây bút này nè ha, thì cũng giống như những cây bút nước ngọt rồi đó. Đó. Rất là đáng yêu luôn nha. Đây, nó có toàn tan nè, để cho mình cầm á, làm móc khóa đó. Sau đó nè ha. Rất là dễ thương. 10.000 đồng một bản. Đây, như thế này. Rồi, sau đó mình có thể làm móc khóa. Xin chào Phan Tiểu Phụng, đơn hàng 268.000. Đầu tiên bạn mua đó là hũ slam trong nè, có rất là nhiều cớm ở đây luôn nha. Đây, chúng ta có thể kéo ra chơi và nó có ánh nhũ nữa, rất là đẹp luôn. 30.000 đồng. Đó, đẹp ơi là đẹp. Còn được tặng kèm một cái cham kẹo nữa. Còn đây thì là bộ cọ trang điểm nha. Cọ môi, cọ mắt, cọ má hồng, cọ chân mày. Đó, 38.000. Yeah. Và còn có là một hộp trang điểm nốt nhạc nha. Đó, màu hồng, trắng, rất là dễ thương luôn. Mở lên thì chúng ta sẽ có phần kiến nè. Rồi ở đây là phấn mắt và má hồng. Rồi phấn nền hai màu luôn nha, tông đậm và tông lợt để mình che khuyết điểm. Rồi có son môi, cái bông để đánh phấn nè, và hai cây cọ nữa ha, rất là dễ thương luôn.
38.000. Ấy lộn, 55.000 nha. 38 là bộ cỏ. Và đây còn có là 5 cái hình dáng sticker nha. Đây, 1 2 3 4 và 5 ha. 5 cái sticker khác nhau rất là đẹp, mỗi cái chỉ có 5.000. Và còn có là cái một combo đồ dùng cho búp bê 87.000, tiết kiệm 20.000 khi mua combo này. Combo có đầy đủ hết những cái đồ dùng nhỏ cho búp bê như là mắt kính nè, tiền nè, ly nè, rồi kính lúp nè, phao nè, tai phone nè, rồi nồi niêu, máy quạt, laptop ha, đầy ly chai nè, rồi tập sách, váy đơn giản, đó, vân vân luôn nha. Có cả giá đỡ nữa nè. Tiếp theo là đơn hàng của Hà Phương 100.000 đồng. Bạn đặt đó là bộ kit làm slam 30.000 đồng nha. Rồi đến là hai bức tranh theo, đây có chỉ rồi luôn, 5.000 đồng một bức. Rồi đến là sổ trình ký bé mèo và thiên nga, mỗi quyển là 15.000. À xin lỗi, đây là bạn Hồng Hạt may mắn. Đây thì mở ra chúng ta sẽ có sổ nè, có bút nè, có thước nè, và có là kẹp giấy luôn. Vũ Trúc Tiên ơi, để đến đơn hàng của Võ Trúc Tiên 156.000. Đây, hai cái bút Wixi dễ thương, mỗi cây là 20.000 đồng. Một cái bịch mắt nước Hello Kitty 32.000 đồng. Còn có là vòng tay cá tính loại phản quang nè nha. Đó, khi mà có đèn chiếu vô thì nó sẽ rất là sáng luôn, 22.000. Một quyển sổ ma thuật vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần 32.000. Lan Vi ơi, để đến đơn hàng của Lan Vi 95.000. Rồi, có hai bộ kit làm slam, mỗi bộ là 30.000 đồng nha. Còn có một cây gươm son môi 5.000. Còn bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Mai Hương 286.000. Đầu tiên bạn mua đó là hai bông tai nước ép. Đây nha, nước ép dâu và nước ép dưa hấu 23.000 một đôi. Đây, bạn có đặt đó là một cái hộp trang điểm hình trái tim nhìn rất là sang trọng luôn ha, girl style đây. Gồm có là phấn mắt nè, má hồng nè, ha, có kiến để soi luôn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có phấn nền nè, một bên là có ánh nhũ, hai tông màu, màu đậm và màu sáng để cho chúng ta có thể là che khuyết điểm đó. Rồi, ở đây còn có là bông phấn, son và cọ. Đây, 55.000 đồng, trọn bộ luôn. Ha. Thì bạn có mua đó là một cái túi đeo chéo nha, hình cái trống nè, có chữ lớp, có bé gấu và cái bông hoa nữa, rất là đẹp ha. Ở phía sau của nó sẽ có cái này, mình có thể cầm đi chơi như thế này, rất là đáng yêu như một nàng công chúa. Hoặc là mình có thể đeo chéo lên nha. Đây, mình có thể đeo chéo nó đó, như là một nàng công chúa vậy đó. Cái túi rất là xinh luôn, 145.000. Chị Phượng ơi, để đến đơn hàng của chị Phượng 323.000. Và đó là một cái vỉ băng keo cá nhân 6.000 đồng hình hoa đào nha. Rồi chúng ta còn có là bút chì dẻo nè, 5.000 đồng một cây. Một cây bút Wixi cà rốt là 20.000 đồng. Một cái vòng tay của Jack nha, vòng tay của Jack là 15.000. Cây bút nước nè, đó, cây bút nước kim tuyến cũng là 15.000 đồng. Còn có là lọ điều ước rất là xinh đẹp như thế này nhé. Đó, chúng ta sẽ ghi điều ước vào đây, cất ở nơi bí mật và làm điều tốt, nó sẽ trở thành sự thật. Chỉ có 7.000 đồng một hũ. Còn có là hũ slam may 30.000 đồng, được tặng kèm theo jam và tuyết. Và còn có là một bộ kit làm slam 30.000 đồng nha. Đây, 12 món. Một quyển sổ nhật ký BTS có ổ khóa luôn nè, 35.000. Rồi, một cái hộp bút đây, một cái hộp bút có cái hũ giống như hũ slam vậy đó, có nước rất là đẹp luôn. Còn có dâu đồ nữa nè, ánh hologram rất là đẹp, 70.000. Hello, rất là đẹp luôn. Và đây là cái hộp cái ví đựng tiền Blackpink nha, có rất là nhiều ngăn luôn như thế này. 55.000 đồng xếp lại rất là gọn gàng đúng không nào? Yeah yeah, và đây là đơn hàng của Nguyễn Ngọc Thủy, đơn hàng 173.000. What? Trời ơi, quá đẹp luôn, một hộp nhẫn trái tim nè các bạn xem. Có rất là nhiều hình khác nhau luôn nha. 140.000 đồng từ chuông, công, rồi bướm nè, thiên nga nè, chuồn chuồn nè, mèo nè. Đó, rất là đẹp luôn. Còn có toàn ten, bé ếch từ nữa này nha. Lại còn có cái hộp xinh đẹp như thế này. Anh Khôi ơi, để đến đơn hàng của anh Khôi 66.000. Đây, bạn mua là hai cái cài tóc cho búp bê, mỗi cái như vậy là 5.000. Rồi còn có bịch móc 3.000 đồng, mắt kính cho búp bê thì là hai bịch ha, mỗi bịch 5.000. Còn có là bịch ly nữa nè, 5.000 đồng, và một cái laptop 5.000. Tiếp theo Lê Tuệ My ơi, để đến đơn hàng của Lê Tuệ My 150.000 đồng. Đầu tiên sẽ là một bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món. Wow, có bịch kẹo marshmallow vani nữa nè, 16.000 đồng. Một bịch xốp li ti là 9.000 đồng. Sau đó chúng ta còn có là 3 bịch borat, mỗi bịch là 5.000 đồng. Một cái charm đuôi cá dễ thương là 5.000. 2 bịch tuyết xanh bông bạc, mỗi bịch như vậy thì là
8.000, một quyển sổ ma thuật loại mini vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần 15.000 đồng và một quyển sổ trình ký nguyên một cái vườn hoa đào luôn, rất là dễ thương luôn nha, 15.000. Đây các bạn xem ha, vừa làm sổ nè, vừa có bút, có thước luôn. Và còn có là chai hương dứa 5.000 và ba cái hũ trái tim có nắp, mỗi hũ là 2.000. Tiếng tân, xin chào Lâm Thanh Như, đơn hàng 90.000 đồng. Bạn có mua đó là một cái bịch xốp li ti 9.000 đồng, hai bịch tuyết xanh bông bẹt 8.000 đồng một bịch và cả một cây đất sét 12 màu 35.000. Đây là đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Trung Trinh, đơn hàng 156.000. Đầu tiên bạn mua đó là một cái tủ gom Hello Kitty có giá là 16.000. Rồi đến là tủ gom tủ lạnh này thì là 5.000 đồng. Hai cây bút Wixie nha. Đây, mỗi cây bút Wixie như thế này thì là 20.000 đồng. Bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 mó. Meo. Và đây, một cái bịch mắt mèo che dù rất dễ thương 32.000. Đây là bịch mắt nước. Tiếp theo là đơn hàng của Huỳnh Hòa Mỹ Kim, đơn hàng 174.000. Yeah, tiếp tục là một cái tủ gom nha. Đây nè ha, tủ gom 2 ngăn 16.000 đồng nha. Rồi có một cái hũ lọc mụn 10.000 đồng để lọc những cái tế bào chết cũng như là mụn giúp cho da chúng ta mịn. Một cái trứng lười cái tế ta mà 20.000 đồng nha. Rồi còn có là tranh theo. Đây các bạn xem, tranh theo 7.000 đồng, ở phía sau có rất là nhiều chỉ luôn nha. Rồi một quyển sổ ma thuật 26.000 đồng, vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần. Yeah, và tiếp theo là một cái hộp trang điểm mini rất là sang trọng luôn ha. Nhìn cái hộp nè, rất là sang luôn. Đây, chúng ta mở ra, ở bên trong nó sẽ có gương. Rồi, ở đây có đầy đủ hết là phấn mắt cũng như là màu má hồng. Đây, wow, rồi đến là phấn nền. Đó, hai tông màu nha, đậm và lợt để cho chúng ta có thể che khuyết điểm. Rồi, son môi, bông phấn và cọ luôn. Đầy đủ hết luôn, như thế này nha. Đây, rất là đầy đủ luôn, thấy không? Chỉ có 55.000 đồng. Rất là đáng yêu. Tiếp theo, Hồ Minh Nguyệt ơi, đã đến đơn hàng của Hồ Minh Nguyệt 418.000. Đây, đầu tiên là bút của bạn đó nha. Có là hai cây bút sọt rác nè, ha, 5.000 đồng một cây. Rồi đến là bút chiếc hài và vỏ sò cũng là 5.000 đồng một cây ha. Bút trượt patin á, bút chảo cũng 5.000 nè. Rồi bút đồng hồ cá cũng 5.000 luôn. Hai cây bút chì dẻo cũng 5.000. Rồi cây bút mực mà hình chìa khóa rất là dễ thương, cũng như là bút chì ha, bút chì chìa khóa. Rồi là bút lựu đạn. Tất cả những cây bút này ha là 5.000 đồng một cây. Có bút hoa đổi màu, đây bút hoa đổi màu khi ra nắng này thì là 7.000. Cũng như là bút cặp thiên nga. Đó, bút cặp thiên nga thì nó có nguyên một cái đôi chân rất là dài và đẹp luôn như thế này. Hai cây bút 12.000 đồng một cặp. Rồi còn có là bút Wixie. Đây bút Wixie bé hèo dễ thương không, 20.000. Tiếp theo thì là hai cái lắc tay Ấn Độ nha. Đây, mỗi cái như vậy nè, đeo lên tay rất là đẹp luôn, chỉ có 5.000. Một đồ chuốt, bút chì, bồn cầu Hello Kitty 7.000. Ten ten, một Wixie đào, Wixie táo nha, 18.000. Rồi, hai cái móng tay giả, đây móng tay giả loại mini 5.000 đồng một cái, có chai keo luôn. Đó là một combo kẹo đầy đủ loại kẹo 20.000 đồng. Một bịch kẹo marshmallow chocolate 16.000. Một bịch kẹo con mắt ma quái là 23.000. Còn có là bịch mắt của Blackpink là 25.000 không có nước. Còn bịch mắt Doraemon có nước là bịch mắt 32.000. Wow. Còn có hai bộ kit làm slam nha, mỗi bộ là 30.000 đồng, 12 món. Yeah, còn đây là hộp bút nha. Hộp bút có nước, kim tuyến nè, bánh sandwich kẹp bít chuột, có cái hũ sữa, dâu đồ, trứng ấp la, rất là dễ thương luôn nha. Lại có ảnh hologram nữa, 70.000. Và bây giờ xin chào Trần Thảo Nhi, đơn hàng là 479.000. Đầu tiên sẽ là một cái bịch mắt nước nè. Đó, có hình bé ngựa rất dễ thương, 32.000. Một vỉ bút dạ quang hình cây bút, đó, rất là dễ thương như thế này nha. Có hình bé thỏ ở dưới nữa, có giá là 36.000 đồng, 6 cây, 6 màu. 5 bịch băng keo cá nhân, mỗi bịch là 5.000. Và ở bên trong nó sẽ có là 5 miếng khác nhau. Wow, và đến là 3 bịch combo kẹo luôn. Mỗi combo như vậy là 20.000 đồng, có rất là nhiều loại kẹo trong đây. Yeah, và còn có là một cái combo đồ dùng búp bê 87.000, tiết kiệm 20.000 khi mua combo này. Nó có cài tóc nè, móc, rồi phụ kiện, giá đỡ, tô mì, nước, đồ ha, phao, đồ dùng nhà bếp. Đó, này nữa nè. Đó, tiền rồi ha, đầy đủ hết luôn á nha. Vừa tiết kiệm thời gian đặt hàng, vừa tiết kiệm tiền điện thoại đặt hàng luôn, một lựa chọn thông minh. Và tiếp theo thì là một búp bê cô giáo với màu áo xanh dương lấp lánh, rất là đẹp luôn như thế này nha. Mái tóc đen dịu dàng, đây, mặc áo dài nữa nè các bạn. Đó, nguyên một bộ xanh dương rất là đẹp luôn ha, như thế này. Và cô giáo có giá là 70.000 đồng nha. Và đây còn có là hai cái đồ cột tóc nha. Một cái là phi bóng nè, có màu xanh dương. Đây, rất là dễ thương luôn như thế này. Rồi, đến là một cái là chấm bi đen, trắng,
ha, sang trọng, sành điệu. Hai cái màu này nó rất là dễ thương và dễ mặc đồ ha, lúc nào cũng không bao giờ bị lỗi mốt hết. 13.000 đồng một cái. Yeah, và còn có là hai bịch kẹo siêu lạnh luôn, 18.000 đồng một bịch. Và ôi siêu chua luôn, kẹo siêu chua nha, là 90.000 đồng. Đây là hai sản phẩm của Nhật nha. Xin chào Trần Thanh Thái Thảo, đơn hàng 274.000. Đầu tiên bạn mua đó là cây bút hoa và cây bút vợt, mỗi cây 5.000. Rồi đến là bút nước nữa nè, đó, bút nước kim tuyến thì là 15.000. Bút thiên nga có đèn. Wow, cái này mình có thể gắn vô được nha, bình thường. Đó, ăn thua cái đèn ở trên nó vẫn sáng ha. Đó, như thế này nè, không có rớt nha. 9.000 đồng một cây. Rồi, đến là một cây kẹo kem đánh răng, 10.000 đồng. Wow, còn có combo kẹo nữa, hai combo kẹo. Rất là nhiều kẹo luôn, mỗi combo là 20.000 đồng. Rồi, một cái lắc tay trà sữa dễ thương, 15.000. Còn có băng keo cá nhân loại vỉ nè ha. Ở đây là các bé thú luôn. Đó, rất là dễ thương, cũng như là cô gái đàn hát ở dưới hoa đào. Đó là 6.000 đồng một vỉ. Còn có là một quyển sổ nước nha. Đây, quyển sổ nước này vừa có nước vừa có kim tuyến, hình bé mèo đang ngắm bầu trời galaxy. Đó, cảnh rất là đẹp luôn. Bên đây là cái lò xo nữa nha. Đây, quyển sổ rất là dày luôn. Và đây là một cái hộp màu cầu vồng, hộp màu tổ ong loại 100.000 đồng. Đây là phần màu nước, chúng ta sẽ dùng cọ pha màu ở đây. Hoặc nếu không dùng màu nước, chúng ta có thể dùng màu chì, có đồ chút bút chì. Dùng màu sáp thì có là cái gom nè, hoặc là màu bút lông thì có kẹp giấy ha, 4 tầng luôn. Đó, tha hồ để chọn màu vẽ. Không dùng nữa thì xếp lại rất là gọn gàng để cất đi, 100.000. Nguyễn Hoàng Kim ơi, đã đến đơn hàng của Nguyễn Hoàng Kim, 254.000. Đầu tiên sẽ là 5 cây bút nha, có 2 cây bút đồng hồ cát nè, 2 cây bút cắt băng keo và 1 cây bút sáo. Mỗi cây như vậy là 5.000. Đó là cây thước vẽ hoa là 6.000. Hai vỉ kẹp tâm, wow, hai tông màu khác nhau luôn nha. Bên đây là tông màu rực rỡ, bên đây là tông màu dịu dàng. Đó, đều đẹp hết luôn, 13.000 đồng một vỉ, rất là nhiều luôn. Còn có là một cái lắc tay trà sữa nha. Đây, lắc tay trà sữa là 15.000. Và còn có là bông tai nước ép dâu, dễ thương không? 23.000 một đôi. Và còn có là lọ điều ướp 7.000. Một cái gươm đôi dép nha. Đây nè ha, gươm đôi dép trái dâu 6.000. Vòng tay phản quang nha. Đây nè ha, chỉ cần có ánh sáng chiếu vô là nó phản lên nè. Đó, rất là đẹp luôn nha, 22.000. Tiếp theo thì là cái hình dáng trang trí móng tay, 5.000 đồng một tấm. Như thế này bạn mua 7 tấm. Đây ha, 1 2 3 4 5 6 7 nha. Ngoài ra thì còn có mua là bộ móng tay giả loại 5.000 nữa nè. Đó, móng tay giả 5.000 có keo luôn ha, cũng rất là dễ thương. Còn đây thì là cái hộp móng tay loại 46.000 đồng ha. Và so với cái móng tay 5.000 thì cái này nó sẽ chắc chắn hơn, cũng như là nhìn nó nè ha, sẽ rất là sang trọng và nó mượt mà hơn. 46.000 đồng hai bộ. Đó, rất là sang trọng và sành điệu để đi tiệc tùng, hoặc là đi sinh nhật, hoặc là đi dạo phố. Đó, mà nhanh gọn lẹ nữa, nếu như trong cái thời buổi mà chúng ta hạn chế ra đường, không muốn đi nhiều á, thì chúng ta chỉ cần dán cái này vô kịch là mình đã có thể có được một cái bộ móng tay đẹp để đi chơi rồi. 46.000 đồng hai bộ nha. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 7 tây tháng 3 năm 2020 nha. Thân ái chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở video sau. Bạn nào muốn gọi đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 hoặc là nhắn tin Zalo, Facebook Bé Út Chibi 0937899707 ha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.